Xin chào tất cả các bạn. Trong video clip ngày hôm nay, Danny sẽ chia sẻ một số mẹo nhỏ sẽ giúp các bạn có những tấm hình đẹp hơn khi mà mình sử dụng đèn flash trên máy nha. Xin chào, cảm ơn các bạn đã quay lại channel của Danny. Và hôm nay, trước khi mình bước vào clip, hãy dành 5 phút cho nhà tài trợ nha. D7 Pro Studio sẽ là cái tên bạn luôn nghĩ đến đầu tiên khi cần cung cấp giải pháp, tư vấn kỹ thuật trong ánh sáng nhiếp ảnh hay đơn giản chỉ là không gian studio cực rộng với đầy đủ các thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp đem tới kết quả cao nhất cho các shot hình của bạn. Ngoài ra, D7 Pro Studio còn là nơi thích hợp cho những buổi workshop, offline và event. Hãy theo dõi fanpage để biết thêm thông tin và những ưu đãi hấp dẫn nha. Và đương nhiên, video ngày hôm nay được quay tại D7 Pro Studio. Đèn speedlight hay là đèn flash này nè là một cái phụ kiện nhiếp ảnh mà bạn nên lúc nào cũng có trên người. Danny thường di chuyển với một hoặc là ít nhất là 3 đèn. Và ngày hôm nay Danny sẽ chia sẻ một số mẹo mà bạn chỉ cần sử dụng một đèn và đèn nó chỉ gắn trên camera và vẫn có những tấm hình đẹp. Đầu tiên, lời khuyên Danny dành cho các bạn là khi bạn mua cái đèn flash speedlight đầu tiên, nếu mà bạn chỉ mua duy nhất một cái thì cái đầu tiên bạn nên mua loại có chức năng TTL. TTL là gì? TTL là hoàn toàn tự động, máy và đèn sẽ cho ra công suất của đèn và bạn không phải quá khó khăn suy nghĩ về công suất mà phải đánh bao nhiêu vào lúc này. Cứ nghe lời Danny đi và từ từ bạn sẽ mới thấy là tác dụng của nó. Còn như mà bạn đã bắt đầu mua cái thứ hai, cái thứ ba thì lúc đó bạn có thể mua những loại rẻ tiền hơn, chỉ có chế độ M. Vậy thì chức năng TTL là gì? Giải thích đơn giản nhất đó là chức năng tự động của đèn flash cho ra công suất mong muốn để cho tấm hình bạn đủ sáng. Đúng nha, nghe cái vấn đề nha, đủ sáng thôi nha, chứ không phải là tấm hình đẹp. Vậy thì là đèn flash làm điều đó như thế nào? Mỗi khi bạn bấm nút chụp hình thì đèn sẽ chớp ra một lần chớp đầu tiên. Đường chớp nó sẽ đo được khoảng cách của chủ thể bạn đang chụp và khoảng cách đèn flash sẽ tính được là công suất của đèn sẽ phải là bao nhiêu. Tiếp theo, đèn sẽ đánh công suất thật để làm cho chủ thể đủ sáng. Và như vậy, đèn speedlight được thiết kế để đặt trên máy chụp hình của bạn. Rồi, Danny đang gắn lên nha. Và đây là cái cách mà đèn speedlight được thiết kế được sử dụng. Đèn sẽ đánh thẳng làm cho chủ thể chúng ta đủ sáng. Camera Danny sử dụng ngày hôm nay sẽ là chiếc Sony A73 và lens 24-105, một cái combo rất là ưa chuộng của Danny tại thời điểm này. Thông số Danny sử dụng, một cái mẹo nhỏ khi sử dụng với đèn flash đó là bạn nên set up ở chế độ M, khi đó bạn cho khẩu độ và tốc độ. Khẩu độ ở đây thì là vì đèn speedlight công suất nó không được quá mạnh cho nên bạn nên set up ở F4 hoặc F56 thôi. Tốc độ sẽ nằm ở khoảng chừng 125. Tùy có loại máy của bạn, với những loại máy dòng thấp thì bạn nên set ở 60 hoặc 100 thôi. Về ISO thì bạn có thể set ở bắt đầu từ 400 và bạn có thể coi tấm hình nếu không có đèn flash sẽ như thế nào nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bật cái đèn flash speedlight của chúng ta lên ha, bật lên. Rồi, quan trọng nhất là chúng ta đang hãy set cái đèn flash ở chế độ là TTL, nó gọi là TTL ha. Rồi, mọi thứ nó hoàn toàn để tự động và Danny sẽ chụp hình tấm hình đầu tiên mà không lo lắng phải là công suất của đèn là bao nhiêu. Wow, các bạn có thể thấy tấm hình đầu tiên chúng ta tuy là đủ sáng nhưng mà phải công nhận điều nó xấu không thể nào tưởng nổi, cho dù người mẫu chúng ta rất là xinh đẹp phải không ạ? Và tại thời điểm này sẽ có một số bạn vứt ngay cái đèn flash và nói đèn flash không thể nào chụp đẹp hơn nữa, hoặc là một số người sẽ đi tốn tiền mua những cái light modifier khác, ví dụ như là cái quả cầu trắng trắng này nè, và hy vọng nó sẽ cho ra những tấm hình đẹp hơn. Này, chúng ta hãy thử có đẹp hơn, thật sự đẹp hơn hay không nhé. Các bạn có thể thấy là hình có thể cải thiện hơn một chút xíu sau khi bạn tốn một đống tiền. Vấn đề là tuy nhiên cải thiện được đẹp hơn chút xíu mà không đẹp được xuất sắc là vì cái nguồn sáng của bạn xuất phát ra từ đèn flash vẫn là một điểm nhỏ. Điểm nhỏ, nguồn sáng điểm nhỏ thì là ánh sáng sẽ rất là gắt, sẽ rất là tương phản, tự nhiên sẽ không có đẹp thích hợp với chụp hình người. Vậy thì các bạn sẽ giải quyết như thế nào? Danny khuyên bạn chia sẻ một cái mẹo tiếp theo, đó là bạn hãy sử dụng kỹ thuật bounce.
Vậy thì kỹ thuật bounce nghĩa là gì? Bounce có nghĩa là phản lại. Thay vì bây giờ bạn đánh thẳng cái nguồn sáng vào người mẫu và bây giờ bạn sẽ chỉ nó lên trời. Đó, đó là tại sao cái đèn flash của bạn được thiết kế có bẻ lên bẻ xuống được nha. Đó, rồi. Và bây giờ chúng ta hãy thử nó có hiệu quả ánh sáng như thế nào và Danny sẽ giải thích nó nha. Các bạn có thể thấy rằng là với cách này thì là hình ảnh nó rất là soft, rất là dịu, đẹp phải không ạ? Mà bạn không phải tốn một đống tiền. Vì sao ạ? Là vì từ một cái nguồn sáng rất là nhỏ ở đây, bạn đã thay đổi, bạn đánh lên trên tường và nguyên một mảng tường sáng và thắp sáng người mặt của mẫu. Rồi điều đó làm cho ánh sáng dịu đi rất là nhiều. Tuy nhiên vì đánh thẳng lên trên trần và ánh sáng đánh xuống cho nên nhiều khi sẽ tạo cái hốc mắt bóng đổ trên mặt mẫu không đẹp cho lắm. Cho nên với những đèn speedlight khi bạn có một cái miếng trắng trắng này nè ha, nó sẽ giúp cho bạn một phần nào làm sáng phần mắt của mẫu. Tuy nhiên với một số đèn flash của bạn, nếu mà bạn không có cái miếng trắng này hoặc là bị giang hồ mượn rồi thì là bạn có thể cải thiện một cái mẹo nhỏ nữa. Thay vì bây giờ bạn đánh thẳng lên trên tường thì bạn sẽ bẻ đèn flash nghiêng ra phía này. Vậy thì bây giờ cái tường phía trước của Danny sẽ sáng lên và làm mặt mẫu sáng lên mà không từ trên xuống nữa mà ở một cái góc 45 độ cho nên sẽ dễ chịu hơn một chút xíu. Nào chúng ta hãy coi nha. Các bạn có thể thấy nãy giờ chúng ta toàn bộ là bao sáng sáng lên trên cao và đánh xuống, thường chỉ để là thắp sáng một cái không gian rộng thích hợp cho việc chụp hình event. Tuy nhiên để chụp hình chân dung thì bạn sẽ nên kiếm cho mình một cái bức tường nào đó, ví dụ sau lưng Danny là một bức tường trắng và Danny sẽ chĩa nó qua và bức tường đó. Và bây giờ Danny sẽ xoay người mẫu 45 độ về bức tường và chúng ta hãy coi cái hiệu quả nó nha. Từ việc ánh sáng từ trên đi xuống, Danny đã điều khiển đi một hướng từ trái qua phải và tạo khối lên mặt mẫu rất là thích hợp cho việc chụp hình chân dung. Đồng thời cái ánh sáng cũng rất là dịu đẹp cho thích hợp để thể hiện những cái nét đẹp của bạn nữ này, các bạn có thấy rồi phải không ạ? Và như với kỹ thuật này, Danny cũng sẽ tận dụng có thể chụp được những cái hình thời trang lookbook một cách nhanh gọn lẹ mà không phải tốn kém quá nhiều light modify phải không ạ? Bạn chỉ cần một cái máy và on camera flash. Và tới đây sẽ có một số thánh sẽ nói rằng Danny rất là may mắn có một bức tường trắng đằng sau lưng, lỡ mà không có bức tường trắng thì bao cái gì bây giờ. Thì việc rất là đơn giản, bạn chỉ cần bỏ tiền ra mua một cái phản quang này rất là tiện dụng, có thể sử dụng ở ngoài trời cũng được và lâu lâu đánh bao cho người mẫu cũng ok ha. Và bây giờ với cái phản quang bạn có thể dễ dàng để cái hướng nào mà bạn muốn ánh sáng phản vào. Và ở đây tại studio Danny có những cái miếng xốp rẻ tiền hơn rất là nhiều, bạn có thể thấy cái hiệu quả ngay tức thời. Vậy là vừa rồi Danny đã chia sẻ hết những cái mẹo nhỏ mà bạn có thể cải thiện ánh sáng trên đèn flash ở trên máy một cách nhanh chóng nhất mà không phải tốn kém quá phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ like và subscribe để theo dõi những video clip tiếp theo. Đồng thời đừng quên nhấn lên cái ký hiệu cái chuông á để khi mỗi cái có một video clip mới là nó sẽ báo cho các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.